Đây là 9901 thì chúng ta sẽ mua ở cái này để chúng ta bắt thông qua RRI. Bắt qua RRI đúng không? Chúng ta sẽ mua ở 9901, 9699 chúng ta mua. Chúng ta sẽ bắt thông qua RRI. Xem. Khi chúng ta bắt RSI làm sao? Xuyên tá xem thế nào? Các mục tiêu của chúng ta là 0103. Đấy, hiệp số 2 xem sao? Chúng ta sẽ có cái kịch bản 9996 để mua vào. 9900 mua vào. Mua thử. Video này thì sẽ thông qua RFID. Sáng nay làm mớ rồi, bây giờ là đi chợ tiếp. Hôm qua có làm mớ không? Qua vào tôi bảo bán thần lực đi, cuối cùng là quá cả. Tình hôm qua làm được mấy giá, sao? Quá khiếp. Chèn được có ba lần quên Udemy nhá. NLP thiết lập ngôn ngữ học trình tự nhiên. Như buôn bán không? Sáng nay mình chốt. Đấy, có cái phần. Đấy, ví dụ đây là một cái phần toán để bạn đi lên. Ví dụ chuyển được 3 lần nhé. Phần này bắt được thông qua là đi lên. Phải bắt được em đi lên. Ai va vào cái video này thì sẽ tìm hiểu cái hệ sinh thái của ông già và tôi coaching và livestream trực tiếp đúng không ạ? Qua nói về cái vấn đề kiếm ngay học phí đúng không? Đóng một đồng kiếm một đồng, có tin không? Đấy. Bây giờ bảo là coaching giá là 1K, tài khoản 10K kiếm luôn 10K, có tin không nhỉ? Hôm qua chúng ta nói về cái đó, hôm qua chúng ta nói về cái đó, sau đó có một vài thằng nhảy vào làm tính. Coaching là 50k, tài khoản 10k, phí kiếm nguyên trả phí nguyên thế là mình sướng. Có tí phở, nó có tí cơm phở, kiểu tại sao vậy? Tôi làm được rất nhiều video thì đơn giản là tôi tập trung vào được lấy video, phải tập trung vào lấy video, phải tập trung ngồi để lấy video, phải tập trung ngồi để kiểm soát các video của mình để up lên đấy. Các bạn thấy không, có kinh khủng khiếp không? Kinh khủng khiếp, đảm tầm là Ultra Ultimate đấy, có cơm có cháo đấy. Là đây là cái thông qua RSI để chúng ta biết được là đúng không ạ? Ok, hôm nay như vậy thôi, sau đó là gì ạ? Chúng ta sẽ được code coaching tiếp đúng không ạ? 9 phút nữa đấy, các bạn chờ đi ạ, đấy, chờ lên lên đi ạ. Chúng ta có mốc vào 0103 rồi đấy, 103 rồi. Rồi, hẹn gặp lại. Đừng quên Udemy nhá. Đừng quên Udemy và coaching nhá. Đừng quên nhá. Thank you mọi người. Nay thế đã.